2 giờ tới giờ. À đó, như đó đó. Từ 2 giờ. Đâu có dấu dính gì giờ đâu. Tới giờ. Lâu lắm. Khó ăn lắm. À, đập con hào ra mà lấy cái ruột có chút xíu rồi thôi chứ đâu có nhiều đâu. Nhưng mà nó bổ, bổ xương. Trong sách nó gọi là canh xương cột bì da là nó đó. Ồ, con thấy có mấy con hào mà nhô 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 như cái đinh to đó, phải hào không? Đâu? Mấy con nhô 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 bự bự. À, con thơm. Thơm hả? À, mấy con thơm đó, mấy người lúc trước người ta ở dân Long Hải mình mà muốn trà lứa á, dạ, họ đem theo búa, họ đập con xôm, có con đậu nhỏ nhỏ á, dạ, đập ra một lỗ, họ rải muốn giải chỗ nào mà dễ dễ chài á, dạ, họ giải cho cá nó bu rải, dạ, cá nó bu lại họ mới bung chài rồi chài chài cá, dạ, biết. Con thơm nó có cái ruột nó trong á, con cá nó khoái ăn lắm. Yeah.